Anh bấm ok cái chẳng phải bị 16 người chỉ chờ mình ăn thôi. Ok. Một người 16 người hiểu, một người không hiểu. Ok chưa? Rồi dây còn lại là cái đèn của Alicitop, cái đèn mà báo chữ A trên đồng hồ này. Anh nhìn là anh đi điện tử không? Không có đi điện tử thì anh em phải về nhà bảo chị nhà bán khoảng 7 heo 7 lợn thì đấy làm con xe điện tử. Giờ nó rẻ mà con lít lít hoặc là AB chỉ có tầm khoảng hơn 10 triệu. Do em thấy anh đi con Magic hay con em chu gì đấy đấy đâu mà ai cũng có, anh đừng có nói như vậy nhá. Anh mới lắp bóng led ở trên đồng hồ, đừng có nói như vậy. Và tôi đi em chu Magic làm gì có hả Tuấn? Rồi tiếp tục là rồi 14 thì chỉ như vậy đấy. Đèn pin, đèn pin chắc anh em biết rồi. Ok, đi. Tiếp tục là nhiệt độ thì anh cũng biết rồi, cái đó là đồng hồ hết. Đúng rồi. Rồi, cái kia anh em không biết gì, DRC thì anh em kêu là chẩn đoán đấy, cái rách chẩn đoán đấy, kết nối với máy đấy. Rồi, cái dây đấy, dây kết nối với máy đấy. Dây dây màu cam màu trắng mà. Đúng rồi, cam trắng. Rồi, tiếp tục cái này là cho chống nghiêng. Sáng nó làm ba ly rượu ba xì dưa nó tỉnh ngủ nha, bố vào mắt ăn lại hoa hết chết. Rồi tiếp tục nó sẽ là mắt sườn. Đúng rồi, trên dòng xe Honda nó là vậy. Cuối cùng nó sẽ là công tắc ở chi tốt. Công tắc ở chi tốt này nó mát nha. Từ công tắc đấy chân lúc nãy là chân số bao nhiêu? 10, 11 thì bây giờ là 21, 22 là gì? 50 AB. Trong tiếp tục cái chữ xe cà phê cần gì? Nó cần công an, đúng không? Rồi xe này bóng đèn đèn đen của chúng ta được IC dập mắt cho nó nha. Đúng rồi, bóng đèn. Mát gì mà IC cái này tận thứ tự chân này tận IC mát IC gì nữa trong cái ăn đúng không? Mà số thứ tự này là con IC mà đúng không? Rồi tiếp tục chân 25, nó lại là nguồn 12V lên ổ khóa số 3, nguồn trực tiếp 25 phi lên ổ khóa, đúng chưa? Đấy 23 25 ấy. Số 3 bằng 25.
con bằng tay dây lâu tuổi với dây màu xanh sọc đen đấy. Còn anh em nào có tay con máy hết rồi, chúng ta không cần dùng thủ công nữa. Đấy, chúng ta chuyển vào một tờ này sâu, mà không phải nhờ chúng ta ghi chép vào. Đây là C. Đây chụp đó bằng tay đấy, đi lâu lắm, ngay đây. Chân thứ 28, S, C, F, chữ thằng D, là C. Sau chúng ta quan trọng nhất là một con IC cần có nguồn 12V sau khóa. Bất kỳ một con xe nào cũng vậy, bất kỳ một con IC nào cũng vậy, chúng ta phải cần nhất định cái nguồn ở sau khóa. Chúng ta chỉ cần kiểm tra thì nó có ok rồi thì đương nhiên nó là lên đường. Nhớ chân 29 trước khóa không cần đâu, cái đồng chỉ không cần đâu, quan trọng là dây sau khóa. Nó giống cái như là cái huyệt của mình đấy. Đấy, chỉ lưu ý nha. Bất kỳ con xe nào cũng vậy, như những dòng xe mà ô xăng điện tử chưa phải là điện tử cũng vậy. Quan trọng là chân số 1 là 12V và chân số 10 là mát thì con đi xe phải làm việc. Còn ngoài ra mà có nguồn có mát không có mà không làm việc nữa, chứng tỏ báo khách hàng thay cho nó nhanh. Nhớ mục tiêu chân 29 sau khóa đó. Bây giờ nguồn cái mát là cấp cho nó hoạt động, rồi nó tiêu mặt bò trong. Rồi tiếp tục là oxy. Bây giờ còn lại anh em đã. Và quan trọng nhất trên này là chắc lớn đấy, dao đỏ vàng và dây màu xanh lá, hai tổng to đấy. Bật khóa lên luôn luôn phải có nguồn ở đấy và sẽ mát tổng. Cái này mát tổng ở đây nha, mát tổng hàng cuối cùng nha anh em, mát tổng. Hãy
con xe anh em hiểu được một con xe này thì anh em làm tất cả còn lại, được không ạ? Đấy là nhà chúng ta hãy chịu khó tu một thời gian nữa, khi chúng ta đã được học rồi chúng ta phải nhà phải luyện công. Nhưng bây giờ chúng ta học xong rồi sách vở thì nhà chúng ta để sơ đồ một bên, tài liệu một bên, chúng ta không quan tâm tới nó để mỗi nó cắn thì hầu như chúng ta sẽ thất bại. Và đặc biệt ở trong này anh em nào có kinh tế, anh em có điều kiện thì có xe ga nữa thì chúng ta hãy chịu khó mở ra để chúng ta đo. Cái quan trọng này là đôi tay để thành công. Khi mà anh em đã học được rồi thì làm trên xe nó khoảng là 50%. Còn anh em học cỡ giỏi cỡ nào thì giỏi mà đôi tay anh em không thành công, mắt không thành công thì ở trên Việt Nam này có 10 ông thầy dạy FI giỏi thì mấy anh em cũng bỏ hết. Hà chúng ta học giỏi để nhà đi dạy lại ấy, ba có cái quyết đồ gì ấy thì nó bình thường. Còn anh em mình đi học về để chúng ta làm thợ, để chúng ta có thu nhập trong cuộc sống thì yếu tố 50% còn lại là ở trên con người chúng ta. Đôi tay, mắt và lỗ tai lúc nào cũng phải bình tĩnh để xử lý bản vật. Thao tác về nhà anh em cởi nó xe của anh em, thao tác đồng hồ, khóa, điện, bật, đo. Nhiều lúc có rất nhiều anh em thì khóa đang mở on, tay thì lại trẻ. Nhiều lúc đo thì lại không mở ổ khóa. Nhiều lúc đồng hồ cũng chẳng biết ở thang đo nào, cái đo đi sai. Trước tiên chúng ta muốn sử dụng cái gì thì chúng ta phải coi cái thiết bị của mình nó có ok hay không, kể cả đồng hồ đo không mặt. Chứ không phải là bật đồng hồ đo không mặt xong rồi chúng ta lại đo liền thôi, đo liền chưa chắc bởi vì đồng hồ nó hư thì sao. Hai nữa, tay chúng ta phải chọn đúng mục tiêu. Tay trái thì chọn vào chân A, tay phải thì chọn vào chân B thì hầu như làm sao mà nó ok được. Đấy, hạn chế anh em về nhà dọc dây của khách hàng, bởi vì chúng ta biết chúng ta học từ bữa giờ ngày nay là ngày thứ năm rồi. Hạn chế dọc nát của con xe ở trên xe ra, trừ khi con xe nào nó lâu dừng trên mục đấy, chúng ta nghi ngờ bên trong thì chúng ta mới làm như vậy. Còn những xe đời mới thì dây nó to lắm, chúng ta hạn chế dọc. Khi bởi vì sao anh em dọc dây ra, chúng ta nhìn thấy bó dây lột xà lột xồ nó hoa hết cả mắt rồi, bị cuốn luôn rồi, nhìn thấy bó dây là sợ rồi. Nên chúng ta phải hạn chế. Rồi anh em ok chưa? Rồi ok, chúng ta sẽ qua trang khác. Rồi tôi xin chào những anh em đang xem live, xin phép.